Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Xuân Thắng cũng đã đến thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Đến thăm hai thương binh 1 trên 4 Nguyễn Cao Bang và Mai Thanh Lân cùng trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Thay mặt, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình các thương binh nặng đang sinh sống cùng với gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các thương bệnh binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, góp phần trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc thống nhất đất nước. Đến thăm bà Nguyễn Thị Biểu, 101 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, thương binh 4/4 là vợ liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Xuân Thắng rất vui mừng, dù tuổi cao sức yếu nhưng bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Mong các thành viên trong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và thành phố. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Xuân Thắng đến thắp hương các liệt sĩ thăm gia đình chính sách tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.